mọi người, em Lan nha. Hôm nay sorry mọi người là em mặc đồ bánh bèo quá. Mà bây giờ em không còn cái nào hợp ngoài cái này của mọi người ạ. Rất là bèo mọi người nha. Thôi mọi người ráng nhìn đỡ hôm nay đi. Bánh bèo chứ tí nhiều người hỏi chốt giờ. Quá trời bèo luôn, em không phải gu em là gu bèo vậy đâu nha mọi người. Chưa, em mặc bèo không hợp mà em lên là em thấy không hợp rồi. Trời, mập siêu mập luôn. Chờ đợi không có hợp. Hiên thấy chị mặc cái này siêu mập không Hiên? Quá mập ha. Cái gu này là gu của Liên nè. Hello mọi người. Mấy chị chưa chốt được thì sẽ chốt được mọi người nha. Mọi người cứ bình tĩnh mà chốt. Nhà em ế mà đâu có đông đâu. Hello, chị Phương Phạm. Con của em mang em sợ chị chọc á, con này em mang vừa luôn, hôm nay em quá mập rồi. Hôm nay em mang con này vừa luôn, chỉ rộng có tí tì ti thôi. Nói chung là vừa đó. Hôm nay nhiều em xinh lắm luôn mọi người. Tại vì hôm nay em ra manh mới, đồng xô manh mới cho nên nhiều em xinh lạ lắm nha mọi người nha. Không còn cái mô típ cũ đâu ha. Nên mà mọi người, nhưng mà hôm nay em chỉ ra có một kiện duy nhất thôi. Mọi khi là em sẽ ra từ 2 cho tới 4 kiện. Nhưng mà hôm nay chỉ có một kiện thôi cho nên là mọi người cố gắng chốt, nó sẽ hết nhanh lắm mọi người nha. Dạ rồi, ngày mai các bạn vô sẽ check chuyển lại cho chị nha. Đơn của chị bị mất. Đấy là đừng chuyển khoản lại. Chị kêu đừng chuyển khoản lại, chắc để chị chốt. À. Dạ chân váy hả? Chân váy chốt tối qua chưa nha chị ơi, chưa đi đơn nha. Chắc phải mai. Mai bọn em mới soạn đơn, mốt mới báo quá. Mai được rồi, có ít mà, mới có like, có 2 like mà. Vậy này thì là mai bên em mới báo đơn được nha chị. Ngày mai nha, ngày mai bên em báo đơn cho mọi người yên tâm. Tại vì đợt này nhà em like cũng ít, nghỉ 2 hôm cho nên là ngày mai là báo kịp rồi. Trời ơi, mặc cái này em quá mập mọi người ạ. Mọi người có thấy mập? Nếu mà cái này nó ôm như thế này thì ok mọi người ạ. Em mặc này hơi rộng ha. Nhưng mà không, em không hợp với bánh bèo này đâu mọi người ạ. Nhưng mà bây giờ không có đồ mang thì nên em phải mang. Mập ơi là mập. Rồi, cái con của Hiên, hôm nay hiệu của Hiên có 2 em đó Hiên, để chị coi. Cái hiệu của em thích có 2 con. Để tí tới thì chị sẽ tìm nha. Ủa, đâu có Hiên đâu ta? Có xanh lên đầu luôn. Cái con theo của Hiên đâu rồi ta? Dạ, em thấy chị nha. Màu nâu. Nâu baby doll theo xuất hiện như chị nào. Đợi em một xí, hôm nay em có một xào à, cho nên rất là rộng mọi người ạ. Chúc cả 2 con luôn.
Có hai con của Hiên mà chị bỏ đâu rồi, còn cái con theo của em giờ chị... mới nhìn thấy nha San, tưởng suốt giờ thấy in in tưởng chưa ra thoát ra rồi chứ. Thế giờ in in tưởng thoát ra rồi chứ. Trời ơi, Hiên trong từ chiều tới giờ, em hôm nay em không thông báo luôn, tại vì đồ không có nhiều nên em không có thông báo là tối nay live. Về đồ em thấy chị nha. Rồi đợi em xí nha mọi người nha, nay đàn đồ đẹp thôi. Đây đây mọi người ơi, em này linen nè. Hôm nay em cũng định mang cái bạn này nhưng mà bạn này hơi rộng so với em. Em này chất linen mọi người nha. Em này size M mọi người nha, size M nè. Size M mới tinh chất linen nè. Rồi, chốt giùm em mã. Em này 180 mọi người nha, chốt cho em mã 180 giùm em size M. Size SM mang được mọi người nha, mã 180. Trời ơi, Ngọc Diệp em thấy chị nha. 180 giùm em. Rồi mà em caro mọi người nha. Mà em caro xinh ghê chưa, có hai túi mọi người nha. Em này size ML mọi người nha. Size ML, chốt cho em mã caro 150 giùm em, caro 150. Tại vì cái màn này vô nó quá mắc mọi người nha, nhưng mà hàng rất là đẹp cho nên là mọi người cố gắng chốt mọi người nha. Cho em mã caro 150 giùm em bản này mọi người nha. Size ML, caro 150 giùm em bản này mọi người. 180 của chị Thái Hà. Caro 150 nè. Caro 150 của Sam. Rồi một em xô mọi người nha, em xô siêu xinh. Em xô nè mọi người nè. Cái này có dây rút ở hai bên này mọi người nha. Nhưng mà nếu mà mọi người không rút, mọi người để như thế này nó cũng siêu xinh mọi người nha. Em này chất xô. Em này size M mọi người nha, size ML XL mang được nè. Size ML XL, chốt giùm em mã nâu mọi người nha. Size ML XL mã nâu, mã nâu 130 giùm em, nâu 130. Ghi lâm em thấy chị nha. Nâu 130. Rồi các bạn này cái tay siêu xinh nè mọi người. Cái tay em này rất là xinh mọi người nha, em tiểu thư. Em này size M mọi người nha, size SM. Con này nếu mà chị nào mặc rộng rãi thì là size S mặc được, còn size vừa là size M mọi người nha. Có hai cái dây ở đây nữa nè. Chốt cho em mã tiểu thư 150, size SM mã tiểu thư 150 giùm em bản này. Siêu xinh mọi người nha. Mã tiểu thư 150 nè, tiểu thư 150 giúp em, con này xinh lắm luôn. Nâu 130 của Sam. Tiểu thư 150 giúp em bạn này nè. Tiểu thư 150. Ôi, em phố này xinh quá này Hiên ơi. Em phố này xinh lắm. Em này size M mọi người nha. Em này size M nè, chú với em mã phối 50. Tiểu thư 150 của chị Thủy Lê Thị Bích. Size M mọi người nha. Size M chú giùm em mã phối 50 giùm em. Phối 50 ngàn thôi mọi người nè. Mã phối 50 giúp em. Phối 50. Rồi em xanh rêu mọi người nha. Em này size L cho tới 2XL, 4XL vừa mọi người nha. Em này size L đối với chị nào mà chịu mặc rộng thôi mọi người nha. Chứ còn cái này nó không ôm đâu, con này thùng thình luôn đó. Là size L cho tới 4XL nè, chứ với mã rêu 120. Phối 50 của chị Ruby Trần, chị Ruby Trần cho em xin inbox số điện thoại vào đây nha. Mã rêu 120 giùm em mọi người nha. Chứ mã rêu 120 nè, rêu 120 giúp em. Chị Ruby Trần cho em xin inbox số điện thoại vào đây. Rồi em vàng mọi người nha, một em vàng dán baby doll. Em vàng dán baby doll hoặc là mọi người cột vẫn ok hết mọi người nha. Em này chất xô. Chốt giùm em mã vàng 120 giùm em. Em này size M mọi người nha. Size M mã vàng 120. Cái này cột đằng sau mọi người nha. Dạ chị không được nha, chị sô cô la. Baby doll mọi người nha. Chốt giùm em mã vàng 120 giùm em bản này, vàng 120, size ML mọi người nha. Vàng 120 giùm em bản này nè, vàng 120. Chị khách cũ thì cho em xin một chấm nha chị. Mà em like nền theo mọi người nha. Em like nền theo nè. Like nền theo. Khách cũ cho em xin một chấm. Còn khách mới cho em xin inbox điện thoại vào bay. Và 120 của chị Thủy Lê Thị Bích. Em này size SM thôi mọi người nha. Size SM nè. Chốt giùm em mã 89. Size SM mã 89 giùm em bản này 89 ngàn rồi nha. Size SM mã 89 giùm em bản này nè. Size SM mã 89 like nền theo. Mã 89 giùm em. Một em hoa siêu xinh mọi người nha. Em hoa nè. Em này size L mọi người nha. Cái tay cưng ghê chưa.
Dạ, gọi là mã kèm giá nha chị. Mã kèm giá mọi người nha, không có giá cố định mọi người nha. Em này size L, XL 89 đó chị. Size L, XL mọi người nha. Chú dùm em mã họa tiết mọi người nè. Mã họa tiết 150 dùm em. 89 của chị Phạm Hồng Tươi. Em này xinh quá mọi người ơi. Em này size L, XL mọi người nha. Họa tiết nè, họa tiết 150 dùm em bản này mọi người nha. Họa tiết 150 dùm em. Họa tiết 150. Một em đỏ lai nền nha mọi người nha. Một em đỏ lai nền nè. Em này size L, size L cho tới 2X mọi người nha. Chốt dùm em mã đỏ 120. Họa tiết 150 của chị Đặng Thùy Dung. Em này cổ rộng mọi người nha. Em này size L cho tới 2X, 3X mang được nè. Chốt em mã đỏ 120 dùm em. Mã đỏ 120. Đỏ 120 giúp em nha. Đỏ 120 của San. Wow, em Caro chất linen. Hello Liên. Đây. Con này theo mọi người nha, theo chân. Hôm nay chị có con một con Alexander gì đó. Con Alexei gì hôm bữa đó. Bà dặn chị bán 500 ngàn đó. Rồi, con này theo nè mọi người nè. Xinh ha. Con này phải size XL mọi người nha. Size XL cho tới 4X mang vừa nè. Chú gì em mã Caro 120. Dạ chị Du San Le có gì mà sáng hoặc sáng mai chị inbox lên bay giùm em nha chị Du San Le. Cái gì vậy? Chị đọc cái tên chị gì mà hài vậy? Caro 120 giùm em nè. Caro 120 mọi người nha. Du San Le. Mai có gì buổi sáng chị inbox cho em nha, lên bay rồi bên em trả lời chị nha. Chị kêu cho 9 con, 10 con mà nhận có 9 con. À. Mày nói chị chụp deal lại đi, nhiều khi lỗ có gì chị inbox rồi chụp bưu lại cho em nha chị Du San Le. Nhiều khi tụi em trừ tiền á trong cái thu cốt á mà mọi người không để ý á. Okay, là có nhiều ấy. Khi tụi mấy chị chuyển khoản rồi mà tụi em quên báo, mọi người cứ chụp bill lại tụi em trả tiền mọi người nha. Tại vì lỗi tụi em bỏ ra đó, không có phải là gì đâu. Trời ơi con reo này đẹp quá baby đâu. Rồi rồi chốt chưa? Caro 120. Caro 120 của San. Caro 120 của San. Trời ơi con này đẹp quá à, mọi người ơi, xuất sắc. San ơi chị không dám ưu tiên cho em, mấy chị la chị chết. Chị sẽ ưu tiên cho em cái con mà hôm bữa chị chụp cho em đó nha. Con này không dám ưu tiên. Rồi baby doll mọi người nha. Em này SML đều vừa cổ nhỏ nha. Nhưng mà đối với chị nào mà chị mặc rộng thôi, chứ còn chị nào không chị mặc rộng mà mặc ôm như thế này là không có được mọi người nha. SML mang vừa nè. Chú em mã baby 150 giùm em. Baby 150. Trời ơi. Baby 150 của Sam. Con Hiền nó lên hết tất cả từ khóa luôn. Baby 150. Nó lên sang rồi. Rồi theo baby don nữa nè. Theo baby don. Xinh ghê chưa. Em này SML đều vừa mọi người nha. SML đều vừa nè. Chốt giùm em mã theo. Mã theo 130 giùm em. Theo 130 mọi người nha. Theo 130 giùm em bản này nè. Theo 130. Cái tay rất là xinh. Theo 130 giùm em. Theo 130 của Nguyễn Liên. Ui cái bạn này xinh quá mọi người ơi. Cái em hoa nè. Cái cổ của mình nè. Cái cổ xinh ha. Em này size ML mọi người nha. Em này size ML. Chốt cho em mã họa tiết 120. Size ML mã họa tiết 120 giùm em bản này nè. Size ML họa tiết 120. Cái màu này rất là ngọt mọi người. Chốt cho em mã họa tiết 120 giùm em bản này. Họa tiết 120 giúp em. Họa tiết 120. Rồi em xanh baby don. Họa tiết 120 của chị Phương Phạm. Xanh baby don mọi người nha. Em này phải size L mọi người nha. Size L trở lên tại vì cái cổ sâu mọi người nè. Size L cho tới 3X mọi người nha. Size L cho tới 3X nè. Chú giùm em mã xanh 120. Xanh 120 giùm em bản này mọi người nha. Xanh 120 giúp em. Một em caro nè. Một em caro sơ mi mọi người nha. Em này SML đều vừa. Caro sơ mi SML đều vừa mọi người nha. Chú em mã caro 100 nè. À, chị thấy cái em của Yên rồi. Cho em mã caro 100 giùm em nè. Caro 100 sơ mi mọi người nha. SML đều vừa. Caro 100. Đây con này nè. Hiên xinh không? Dễ thương không mọi người? Nhưng mà các bạn này à, em hứa để cho Hiên rồi. Xinh lắm nè.
xinh he. Dễ thương. Caro 100 của chị Sương Hàn. Chị Sương Hàn cho em xin inbox số điện thoại vào bay. Ôi cưng quá Hiền ơi. Mọi người từ từ bình tĩnh mọi người ạ. Này là gì? Của mày mai hiên hả chị? Rồi mấy em like nền. Em like nền. Em lai nền xinh mọi người nha, chất lai nền nè, siêu xinh luôn á. Em này size ML mọi người nha, size ML nè. Chốt giùm em mã cúc 150 giùm em. Size ML mã cúc 150 mọi người nha. Size ML mã cúc 150 giúp em bản này. Chốt em mã cúc 150 nè, cúc 150 giúp em. Cúc 150. Chị Sương Hàn cho em xin inbox số điện thoại vào bay nha. Chỉ có con Caro 100 nha. Rồi em này cổ vét mọi người ơi, xinh quá nè. Oh no, cổ vét. Đây, cúc 150 của Sam. Xinh quá. Em này size M mọi người nha, size ML. Size ML cho cho em mã tiểu thư 150. Size ML tiểu thư 150 giùm em nè. Tiểu thư 150. Bây giờ chị lại gần chị mới thấy từ khóa của Liên là hoa 150. Tiểu thư 150 giùm em. Tiểu thư 150 của Sam. Em có 3 chiếc caro giống nhau. 2 chiếc màu giống nhau, 1 chiếc màu khác nhau. Có 3 chiếc caro như thế này mọi người nhé. Có chị nào mua về làm đồ cặp cho nhà mình không? Đây nè, form xem như nhau hết luôn. Size L, size L, size L. Nhưng mà thật ra là SML mang vượt. Tại vì cổ nhỏ mọi người nè. Đây, chốt giùm em mã caro đỏ mọi người nha. Caro đỏ 100 giùm em. SML mang vượt. Caro đỏ 100 này là em có 2 con. Rồi chốt giùm em mã caro. Dạ chị Hương Nguyễn, có gì inbox lên bay giùm em rồi mai bên em chất tin nhắn sau nha chị. Em này là caro gì đây? Caro xám đấy mọi người. 1,8 triệu mà chị vẫn chưa nhận được. Hương Nguyễn. Lễ đó chị, trong dịp lễ 30 tháng 4 này hàng đi siêu chậm luôn và bây giờ các kho đều đầy hàng hết và họ từ từ họ phát mọi người nha, yên tâm nha mọi người nha. Hàng là từ đợt báo 28 tháng 4 tới bây giờ là nhà em đi hết rồi đó. Không còn giữ cái đơn hàng nào mà từ 28 tháng 4 tới bây giờ. Nhưng mà là đi chậm mọi người nha. Rồi. Ai lấy hai con caro nè? Chị với mẹ chị hả? Nè, một đỏ một xám của chị Phương Phạm. Còn chị coi chị nào lấy một đỏ nữa kìa. Con của Hiên nè, hiệu của Hiên nè. Một đỏ một xám là hai con này hả? Đúng rồi chị, một đỏ một xám. Rồi em còn một caro đỏ nha. 100 gì đó chị Phương Phạm. Còn caro đỏ, một caro đỏ. Này của Hiên nè. Baby Don nè Hiên nè. Một con caro đỏ 100 của chị Du Xanh Lê. Rồi em này xin mọi người nha. Con này là một con đắp chéo mọi người nha. Em đắp chéo nè. Mọi người tin không, có đơn của chị gì ra. Chị Nhật Lệ. Mà đi từ ở trong Sài Gòn mà ra Phú Quốc mọi người. Mà đi một tháng rồi hả? Một tháng rồi đó. Bây giờ chắc cái hành trình đó vẫn còn ở Bình Dương mọi người. Em không hiểu sao luôn. Mà báo ngoài thì họ nói là bây giờ nếu mà chỉ có đơn trong trường hợp là đơn mất thì họ mới giải quyết liền thôi, chứ còn mà mấy cái đơn vậy thì cứ để đi thôi. Giống như treo vậy, hàng treo vậy, chừng nào tới thì tới. Rồi bên em rất là khó xử với khách luôn á. Rồi đây một em này siêu xinh mọi người nha. Đây là một em đắp. Ở trong này nó ha. Trong này nó đắp như thế này nè. Em này size ML mọi người nha. Size ML siêu xinh mọi người ơi. Size ML chốt giùm em mã đắp. Mã đắp 150 giùm em. Size ML mã đắp 150. Con này siêu xinh mọi người nha.
Mã đắp 150 giúp em bạn này. Chất xô, xô đẹp. Đắp 150. Cái này cũng nhiều đây. Hả? Của xanh 120 chị. Đắp 150. Dạ. Yeah. Đắp 150 của San. Rồi, một em màu be mọi người nha. Một em màu be nè. Một em be. Em này size ML mọi người nha. Size ML chốt giùm em mã be 120. Size ML. Mã con mét 64 nha chị. Cái con này cái tay rất là đẹp mọi người nha. Cái vải này có co giãn mọi người nè. Con này em thấy giống linen mà sao có chất co giãn mọi người nè. Chốt em mã be 120 giùm em. Mã be 120, be 120 giúp em bản này. Be 120. Một em họa tiết mọi người nha. Một em họa tiết. Em này size M. Size ML mọi người nha. Size ML họa tiết lá chuối đúng không mọi người? Be 120 của chị Cà Na. Chị Cà Na cho em xin inbox số điện thoại vào bên nha. Em mới thấy chị chấm mà. Size ML đối với chị nào mà thích mặc rộng rãi thôi nha. Còn size mà vừa luôn là khoảng XL mọi người nha. Chốt giùm em mã họa tiết nè, họa tiết 100 giùm em. Chị Cà Na cho em xin số vào bay đi chị, em thấy chị chấm trên bay rồi mà chưa thấy số chị Cà Na. Chốt em mã họa tiết 100 mọi người nha, họa tiết 100 giùm em bản này nè. Họa tiết 100. Họa tiết 100. Rồi một em kiểu mọi người nè. Một em kiểu. Họa tiết 100 của chị Hương Nguyễn. Một em kiểu xinh lắm luôn mọi người nè. Chị Hoa Na cho em xin số vào bay nha. Em chứ em không lấy trên like nha chị. Xinh 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 chưa. Cưng ha mọi người ha. Con này đẹp quá mọi người. Cái vải rất là đẹp. Organic cotton luôn mọi người. Cái này không pha poly một tí nào mọi người nha. Hàng cotton hết 100%. Đó là linen mọi người nha. Em này size ML XL mang vừa. Size ML XL mang vừa. Chúc em mã kiểu 130 giùm em. Mã kiểu 130 mọi người nha. Kiểu 130 con này mặc xinh xinh. Kiểu 130 giùm em. Dạ em thấy inbox số của chị rồi nha chị Cà Na. Dạ không có đầm bầu nha chị Lê Nguyệt. Ủa mấy cái này rộng rộng mặc bầu được đó chị ơi. Mẹ không đảm bảo là cái nào chị vừa hay không vừa. Chị tự canh giùm em. Đây em này còn mới tinh tình tình. Cái tay nè, tay siêu đẹp luôn. Kiểu 130 của chị Bảo Hân. Tay này là tay lồng đèn mọi người nha. Tay siêu to. Tay này rất là đẹp. Em này còn nguyên tát nha. Em này size L trở lên mọi người nha. Size L, XL. Nó có cái dây như thế này nè. Size L cho tới 3X mang vừa. Chứ em mã mới 150. Mã mới 150 giúp em. Mã mới 150 mọi người nha. Mới 150 giúp em nè. Mới 150 cái tay đẹp lắm. Mới 150 giùm em. Mới 150. Mới 150 của Nguyễn Liên. Ui cái bạn này nhỏ xinh nè. Xinh không mọi người? Xinh ha. Nhưng mà em này nhỏ lắm. Em này size 160 của bé thôi. Size 160 của bé mọi người nha. Chốt cho em mã bé 120. Mã bé 120 còn có dây nữa mọi người. Cái này kiểu dạng form quý tộc hoàng gia á mọi người. Chứ em mã bé 120 giùm em, bé 120. Xinh quá ha, hiền ha. Chịu không nổi luôn á. Bé 120 của Nguyễn Liên. Trời ơi, Liên ơi, Liên ơi, xinh lắm. Xinh quá. Rồi em này xin cho mọi người. Nhưng mà em này em không biết là nó quát như thế này hay là nó bị bạc mọi người nè. Nó bị bạc bạc không mọi người? Nó bị bạc đó. Về mọi người mua màu của mọi người đổ lên mọi người nha. Chị nào mà biết vẽ, biết sơn hay là biết gì đó làm nó rất là đẹp. Rồi chú cho em mã lỗi mọi người nha. Lỗi 35 giùm em bản này. Em báo ở đây rồi mọi người nha. Lỗi 35. Đây ha chị. Ở đây nè. Đây đây. Nó như thế này mọi người nha. Nhưng mà em nghĩ nó không đáng kể đâu. Không vấn đề gì đâu mọi người. Chứ em mã lỗi 35 giùm em. Em này size ML, XL nha. Lỗi 35 nè. Lỗi 35 giùm em bản này nè. Lỗi 35. Lỗi 35 của chị Trinh Võ.
Em này size L mọi người nha. Con này phải size L trở lên đối với chị nào thích mặc rộng. Chốt cho em mã caro, caro 100 giùm em. Size L cho tới 4XL mà em vừa mọi người nha. Caro nè, caro 100 giùm em bản này. Em này có túi hai bên mọi người nha. Chốt em mã caro 100 nè. Caro 100 giùm em. Rồi một em hoa. Em này size 15 mọi người nha. Size 15 là size 2XL. Size 2XL mọi người nha, nó có cái đai như thế này nè. Chốt giùm em mã hoa nhí size 2XL cho tới khoảng 4XL mang được của mọi người nè. Chốt em mã hoa nhí 100 giùm em. Hoa nhí 100 mọi người nha, hoa nhí 100 giùm em nè, hoa tím. Caro 100 của chị Hường Nguyễn. Chốt em mã hoa nhí 100 giùm em. Hoa nhí 100. Ôi bạn kinh điển mọi người ơi, baby don. Nguyễn Hà em thấy chị nha. Em này bao nhiêu cho vừa mọi người ơi, nó mới mà nó xinh. Baby doll nè. Siêu xinh luôn mọi người ạ. Em này phải size L trở lên mang mới đẹp mọi người nha. Size L quá xuất sắc luôn á. Size L cho dù em mã baby 180. Baby 180 giùm em. Đẹp quá luôn á. Xinh ha. Baby 180 con này độ mới khoảng 99% đó mọi người ơi, đẹp lắm. Baby 180 nè. Một em này của Uniqlo size M mọi người nha. Uniqlo size M nhưng mà em này form rộng lắm đó mọi người nè. Baby 180 của Sang. Em này form rộng mọi người nha. Em này phải size M, L, XL, 2X mang vừa. Chứ em mặc Uni 120. Uni 120 giùm em bản này. Uni 120 mọi người nha. Uni 120 giùm em nè. Uni 120. Một em hoa. Ôi chị nào thích hoa nè. Rực rỡ luôn lắm luôn mọi người. Em này size L cho tới 3X mang vừa mọi người nha. Size L cho tới 3X. Chốt dây mã hoa 120. Size L cho tới 3X nè. Mã hoa 120 giùm em nè. Mã hoa 120 mọi người nha. Hoa 120 giùm em. Uni 120 của chị Phương Lan Nguyễn. Chị Phương Lan Nguyễn cho em xin inbox số điện thoại vào bay nha. Rồi em caro chất linen mọi người nha. Em này size L. Size L cho tới XL mọi người nha. Size L XL nè. Chốt em mã caro 100. Size L XL mã caro 100 giùm em bản này nè. Caro 100. Chị Phương Lan Nguyễn cho em xin inbox số điện thoại vào bay nha. Caro 100 giùm em. Caro 100. Xuất sắc không mọi người ơi. Hoa 120 của chị Phương Lan Nguyễn. Cưng lắm luôn á mọi người ơi. Chị Phương Lan Nguyễn cho em xin inbox số điện thoại vào bay rồi em sẽ dám chốt tiếp nữa nha. Chị có hai con rồi đó. Caro 100 của chị Đàm Tuyền. Rồi bạn đi cưng quá mọi người. Xinh ha. Lê Trán thấy chị. Trời ơi cưng quá à. Có túi hai bên nữa nè mọi người. À túi một bên thôi mọi người. Em này có dây đằng sau như thế này mọi người nha. Ở đằng trước nè, xinh ghê chưa. Em này size L mọi người nha. Size L cho tới 2XL mang vừa. Chốt giùm em mã xinh mọi người nha. Mã xinh giùm em xinh 150. Rồi coi nè, chạy viền ren ở tay nè. Siêu tinh tế luôn. Mã xinh 150 giùm em. Xinh 150 nè. Chị nào hỏi bầu mấy cái này mang được hết đó nha. Xinh 150 của San. Rồi, em này chất linen mọi người nha. Em này chất linen. Chị Phương Loan Nguyễn em thấy inbox của chị rồi nha. Ở đằng sau có hàng cúc mọi người nha. Em này size L mọi người nha. Em này size L. Chốt cho em mã hoa 120. Size L mã hoa 120 giùm em nè. Size ML mọi người nha. Mã hoa 120 giùm em bản này. Hoa 120. Hoa 120. Hoa 120 của chị Phương Phạm. Rồi em caro. Em này size L mọi người nha. Em thấy để đây size L. Tay nè, tay bo chun mọi người. Đằng trước là tay bản mọi người nha. Đằng sau là tay chun nè. Em này size L. Size L cho tới 2XL mang vừa mọi người nha. Chứ em mặc caro 120. Size L cho tới 2XL nè. Caro 120 dùm em size L mọi người nha. Bản này mềm lắm mọi người. Form sơ mi.
Chế mã caro 120 giùm em nè. Caro 120. Một em vàng chất linen. Em vàng linen nè. Em này size ML mọi người nhá. Size ML XL vừa. Mọi người có cái tay nè. Size ML XL vừa. Chốt giùm em mã vàng mọi người nhá. Mã vàng 150 giùm em bản này nè. Caro 120 của chị Phương Phạm. Mã vàng 150 giúp em nè. Vàng 150. Ui là trời, bạn này xinh quá mọi người ơi. Cưng không? Em này size M mọi người nhá. Em này size ML mang được luôn. Chốt cho em mã xinh 150. Vàng 150 của chị Thanh Thanh. Chị Thanh Thanh cho em xin in số inbox lên bay nha. Em thấy chị chấm rồi mà em chưa thấy cho số nha chị. Trời ơi xinh quá. Mã xinh 150, đáng lẽ con này phải 180 mọi người ơi, quá đẹp. Xinh 150 giùm em nè. Xinh 150 của Nguyễn Liên. Trời Liên ơi, xuất sắc. Thanh Thanh cho em xin inbox số điện thoại vào bay nha. Dự phòng cho chị nào khách cũ của mình với chị. Có không? Chị nào chị quá trời số rồi. 1 em dây mọi người nha. 1 em dây nè, siêu xinh không? Ở đằng sau là bảng thun mọi người nha. Ở đằng trước là dây nè. Rồi chốt giùm em mã dây. Dây 89 size M. Dây 89 mọi người nha. Trời em mặc cái này thế mọc quá mọi người ạ. Mã dây 89 giùm em nè. Dây 89. Dây 89 giùm em bảng này. Ôi một bảng chấm bi xinh nữa mọi người nè. Có túi hai bên mọi người nha. Túi hai bên nè. Em này nó bị một cái lỗi nhẹ ở đây nè. Cái dây của nó hơi dạ. Có cái chấm vàng ở đây mọi người thấy không? Chị Thanh Thanh em thấy inbox của chị rồi nha. Em này size SM thôi mọi người nè. Size SM mọi người nha. Chốt giùm em mã lỗi. Mã lỗi 35 thôi mọi người nha. Cái dây em đã báo rồi mọi người nha. Lỗi 35 giùm em. Đầm đã mặc còn không? Em bán cuối like mọi người nha. Cái đầu này em mặc rất là mập. Em sẽ không giữ lại đâu. Lỗi 35 của chị Nguyễn Đinh Kim Ngân. Rồi em này xô mọi người nha, một chiếc xô. Chiếc xô này phải size L mọi người nha, cái tay nè, cái form tay to mọi người. Em này size L cho tới 3X mang được mọi người nha. Size L cho tới 3X nè. Cho em mã xô 120. Xô 120 giúp em. Rồi em linen màu xám mọi người nha. Em linen xám nè. Em này size ML XL mọi người nha. Cho giùm em mã xám 100 nè. Size ML XL chất linen nè, mã xám 100 giùm em, xám 100, xám 100 nha. Số 120 của chị Huỳnh Lê Mỹ Phương. Rồi, em này là em phối mọi người nè. Em phối cái chân xinh không mọi người. Em này size L cho tới 3X mang vừa, chứ em mã phối 89. Size L đúng rồi. Size L cho tới 3X mọi người nha. Mã phối 89 giùm em. Phối 89, xám 100. Xám 100 của Sam. Rồi em sọc mọi người ơi. Em này là chất xô mọi người nha. Em này ở đằng sau mọi người coi nè. Đằng sau có cúc. Em này chất xô. Nhưng mà em này phải size L trở lên mọi người nha. Cổ rộng. Đối với chị nào thích mặc rộng thôi chứ đừng có đòi ôm mọi người nha. Size L cho tới 3XL mang được mọi người nha. Chú cho em mã sọc 100. Nó đẹp là ở đằng sau có hàng cúc mọi người nè. Mama thấy chị nha. Chú mã sọc 100 giùm em nè. Mã sọc 100 giùm em size L cho tới 3X nha. Sọc 100 giúp em. Phối 89 của chị Minh Khuê. Rồi một em hoa mọi người nha. Em hoa xinh nè. Em này size M. Em thấy để size M thôi nhưng mà khá là to mọi người nha. Em này phải size L Việt Nam mình đó. Size L cho tới 3X Việt Nam mình mang được nha. Chú em mã hoa 100. Size L cho tới 3X Việt Nam mình mang được. Mã hoa 100 giùm em. Hoa 100 nè. Dạ chị Thu Hồng Đặng ơi. Đơn nó từ từ nha. Tại mấy nay lễ người ta nghỉ mới. Người ta mới đi làm lại nha chị. Rồi một em theo mọi người nha. Một em theo. Em theo xin mọi người nha. Em này size L. Chốt cho em mã theo 120. Size L mã theo 120 giùm em mọi người nha. Theo 120 giùm em. Sọc 100 của chị Huỳnh Lê Mỹ Phương. Size L mã theo. Theo 120 mọi người nha. Theo 120 nè. Rồi một em sọc sơ mi.
của Choco Fem. Em này size L cho tới khoảng tầm 2X mọi người nha. Chốt cho em mã sọc 120 giùm em dáng sơ mi nè. Size L cho tới 2X mã sọc 120 giùm em bản này, sọc 120. Thêm 120 của chị Thanh Thanh. Size L cho tới 2X mọi người nha. Mã sọc 120 giùm em bản này, sọc 120. Rồi em linen mọi người ơi, một con linen nè. Em này size L mọi người nha. Size L cho tới 3X mang vừa. Chốt giùm em mã linen 130. Size L cho tới 3X mọi người nha. Mã linen nè, linen 130 giùm em mã này nè. Chốt mã linen 130. Linen 130. Rồi em đen xô. Em này SML mang vừa mọi người nha. Cái xô này xinh lắm ở đằng sau mọi người. Linen 130 của Sam. Rồi, chốt giùm em mã đen SML mang vừa mọi người nha, mã đen 130 luôn. Mã đen 130 giúp em bản này mọi người nha. Mã đen 130, đen 130 giúp em nè. Một em caro, đen 130 của Sam. SML mang vừa, chốt giùm em mã caro 100. SML mang vừa mọi người nha, caro 100 giùm em bản này. SML mang vừa caro 100 nè, caro 100 giúp em. Ôi một em tiểu thư xuất sắc chưa mọi người ơi. Cưng nha. Rồi chốt giùm em này SML mang vừa mọi người nha. SML mang vừa, chốt giùm em mã caro đỏ 130. Caro đỏ 130 giùm em bản này nè. Caro đỏ 130 nha. Caro đỏ 130. Trời ơi. Trời ơi xinh lắm luôn ở đằng sau mọi người ơi, con này đẹp quá à. Em này size L cho tới 2X mọi người nha. Size L cho tới 2X mọi người nè. Chốt giùm em mã xinh 180. Size L cho tới 2X mã xinh 180 giùm em bản này mọi người nha. Xinh 180, xinh 180 giùm em nè. Xinh 180 giùm em. Trời ơi con caro đỏ sao ai chốt vậy mọi người. Rồi em baby. Em này size ML mọi người nha. Baby doll nè. Chốt cho em mã baby 120. Size ML. Xinh 180 của Thu Hà Shopsy. Size ML mọi người nha. Chốt giùm em mã baby mọi người nha. Mã baby 120 giùm em. Baby 120 mọi người nha. Chị nào lên lấy caro đỏ thì lên caro đỏ giùm em nha. Baby 120 của Sam. Rồi em này còn mới tinh tình tình mọi người nè. Còn mới nha. Em này size L cho tới 2X mọi người nha. Chốt cho em mã mới 120. Size L cho tới 2X nè. Mã mới 120 giùm em. Size L cho tới 2XL mọi người nha. Mã mới 120. Mới 120 giùm em nè. Cho em mượn. Ai chị nào lấy caro đỏ lên giùm em caro đỏ 130 nè. Caro đỏ 130 giùm em nha mọi người nha. Em này dáng baby doll nè. Caro đỏ 130. Mới 120 của chị Đặng Thị Dung. Một chiếc baby xinh mọi người nha. Em này size SML mang vừa nè. Chốt giùm em mã baby 89. SML mang vừa mọi người nha. Mã baby 89 giùm em bản này. Baby 89 nè. Baby 89. Mọi người lấy caro đỏ là lên cái mã caro đỏ 130 giùm em nha. Mọi em sang nữa mọi người ơi. Xuất sắc chưa mọi người ơi. Trời ơi xinh chưa. Caro đỏ của chị Nhung Huỳnh. Caro đỏ 130 của chị Nhung Huỳnh. Baby 89 của San. Em này size M mọi người nha. Size 38, 32, 34, 36, 38. Em này size L đó mọi người. Size L, size L, size L. Chốt giùm em mã sang mọi người nha. Chốt giùm em mã sang nè. Sang 1. Sang 130. Sang 130 giùm em. Sang 130 mọi người nha. Size ML. Sang 130 giùm em nè. Cái cổ quá trời đẹp luôn mọi người. Mọi người lấy mã kèm giá giùm em. Sang 130. Sang 130 của chị Thu Hà Shopsy. Ôi một em xô. Em xô siêu mềm mọi người nè. Em này size ML XL mọi người nha. Size ML XL cho em mã xô 130.
Size ML XL mã số 130 giùm em bạn này, số 130 nè. Rồi em xuất sắc. Người coi cái tay nè mọi người. Trời ơi cái tay. Quá trời đẹp. Em này size L cho tới 2X mọi người nha. Size L cho tới 2X, chốt giùm em mã tay đẹp. Mã tay đẹp 180 giùm em bạn này. Tay đẹp 180. Tôi đi chọn em thấy chị nha. Số 130 của chị Thanh Thanh. Size L cho tới 1X 2X mang được mọi người nha. Chứ em mã tay đẹp 180. Không, con nào em nói xô thì mới xô, chứ không có phải mua về xong rồi bắt đền em. Con này sao lai nền mà bảo là xô, em không hề nói mọi người nha. Em sợ vạ miệng lắm rồi. Là đồ bên em gửi cho khách là chỗ nào dơ với giặt, còn bình thường là sạch bữa nay không giặt nha chị ơi. Về mình phải giặt lại nha. Em không có giặt đồ cho khách mọi người nha, mọi người tự giặt giùm em. Chỗ nào bán 300-400 ngàn thì họ mới giặt thôi, chứ nhà em không có giặt đâu mọi người nha. Về tự giặt, còn con nào mà dơ em đảm bảo là gửi cho tới cho mọi người không dơ thôi nha. Rồi cho em mã tay đẹp 180 nè. Tay đẹp 180 của Sam. Rồi em xin chưa mọi người nè. Xin ha. Ở đằng sau hở lưng mọi người nha. Em này size ML. Size ML mọi người nha. Chốt giùm em mã sọc nè mọi người nè. Mã sọc 120. Rồi con nó xuất sắc lắm Hiền ơi. Size ML mã sọc 120 giùm em bản này. Cái này mọi người phối được nè, không những mặt thôi mà mọi người có thể phối được với áo hoặc là với váy khác cũng ok mọi người nha. Phối xinh không? Cho em mã sọc 120 giùm em, sọc 120. Một em lai nền nâu. Sọc 120 của Sam. Em lai nền nâu nè. Em này size L cho tới 2X mọi người nha. Size L cho tới 2X, chốt giùm em mã nâu 100. Nâu 100 giùm em mọi người nha. Nâu 100 giùm em. Trời ơi Diệp ở đâu mà xuất hiện nhỉ? Trời, Diệp ơi sao hôm nay Diệp ở đâu xuất hiện vậy Diệp? Lai nền 100. Dạ đúng rồi. Lai nền 100 của chị Huỳnh Lê Mỹ Phương. Rồi em đỏ mọi người nha. Ô mà giặt, trời nhà em giặt có mấy cái đồ mà nó dơ không mọi người, mà treo nhà em có ba cái nhà sát nhau. Treo hết ba cái nhà mọi người, không có chỗ nào không có đồ mọi người. Mà đừng có nói mà ngày nào tụi em cũng giặt khoảng tầm đâu một lần em lai mấy trăm con, mới giặt hết mấy trăm con là không có chỗ để phơi cho mọi người thôi. Có là sạch mọi người về tự giặt, có một tí bụi thôi mọi người về tự giặt giùm em nha. Rồi em baby doll đỏ mọi người nha. Em baby doll nè, xinh lắm luôn, vẫn luôn âm thầm rồi thương Diệp lắm luôn á, quá trời thương. Rồi em baby on đỏ, em này xô mọi người nha, con xô nè. Em này size L cho tới khoảng tầm 3X 4X mang vừa mọi người nha. Chốt giùm em mã đỏ 120. Mã đỏ 120 giùm em. Mã đỏ 120. Đỏ 120 của Sam. Trời ơi bi dễ thương mọi người ơi. Em này size L mọi người nha. Size L cho tới 2XL nè. Size L cho tới 2XL, chốt giùm em mã bi 120, bi 120. Mã bi 120 giùm em. Mã bi 120 mọi người nha. Rồi em caro xinh nè. Em này size SML mang vừa mọi người nha. Chốt giùm em mã caro 120 luôn. SML mang vừa mã caro 120. SML mang vừa caro 120, con này phong su mọi người nha. Caro 120 giùm em bản này. B 120 của Nana. Caro 120. Rồi ai lên trước tự động máy nhảy ra nha chị. Trời ơi bản xanh này xuất sắc chưa mọi người ơi. Cưng không? Cái đằng sau mọi người nè. Em này phải size L mọi người nha. Chị nào thích mang rộng là size L, không là tới khoảng tầm size XL 2X mọi người nha. Còn nếu mà size L cái phần này không ôm đâu. Con này phải tầm size 2XL phần trên này nó mới ôm mọi người nha. Còn nếu mà L nó rộng nha, cái phần chiếc pen này cũng không ôm đâu. Chốt giùm em mã xanh 150, xanh 150 quá đẹp luôn. Xanh 150 giúp em. Caro 120 của chị Phương Phạm. Rồi em hoa nhí mọi người ơi, hoa nhí này cưng ghê chưa. Một em hoa nhí nhì nhì nè. Chốt giùm em mã hoa nhí 100, SML mang vừa, hoa nhí 100 giùm em bảng này nè. SML mang vừa, hoa nhí 100 nha. Cái này gì xanh 150. Dạ đúng rồi. Chị Nana cho em xin inbox số điện thoại vào bay nha chị.
xanh là một caro 120 của chị Phương Phạm, xanh 150 của Liên. Hoa nhí 100 giùm em, hoa nhí 100. Hoa nhí 100 của San. Rồi em sơ mi mọi người nha, em sơ mi nè. Em này SML đều vừa mọi người nha. Con này ở trên này nó phối đúng rồi mọi người. Em tưởng bị bạc hết hồn. Phối mọi người nha. Em này SML đều vừa, XL vừa luôn mọi người nha. Chú cho em mã sơ mi 120 nè. SML XL vừa, mã sơ mi 120 giùm em. Chị Nana còn đó thì cho em xin inbox số điện thoại vào bay nha, chỉ có bi 120. Cho em mã sơ mi 120. Phải chị Nana hồi chiều chốt váy không chị? Ủa sao vậy Nana? Nana hình cái mặt đó đúng không? Ừ. Màu sơ lúc nãy vô bấm thử để có thấy ta. Em này size SM thôi mọi người nha. Size SM. Size SM nè, chú cho em mã xám. Mã xám 100 giùm em. Size SM mã xám 100 mọi người nha. Xám 100 giúp em bản này. Bản này xô mọi người nha. Ừ, chiều như nhớ có mà sao nãy vô thử bấm thử lại không lên, sẹt lại không lên. Sơ mi 120 của chị Hương Nguyễn. Cho em mã xám 100 giùm em bản này nè. Xám 100. Mình bảo nhớ hồi chiều bà này chốt rồi. Dạ có đó, em thấy bạn em bóc rồi á. Sám 100 của chị Thảo Vân. Rồi, một em baby, một em dễ thương mọi người. Em này SML mang vừa mọi người nha. SML mang vừa nè, chú với mã caro 100, cái cổ rất là xinh. Mã caro 100 giùm em. SML mang vừa, caro 100 giùm em. Dạ, đầm đang mặc bán về cuối like nha chị. Mã caro 100 mọi người nha, xinh ha. Caro 100 có Messi không? Đầm Messi. Đầm Messi hả? Hình như là cái này đúng không mọi người? Cái này nè. Cái này mỏng mọi người ơi. Cái này mỏng nha. Cái này là Messi xô nhưng mà mỏng á. Caro 100 của chị Thái Hà. Em này size ML mọi người nha. Size ML chứ mã dây 50 nè. Size ML mã dây 50 giùm em bản này. Mã dây 50. Dạ Lâm Duyên Bùi em thấy chị nha. Rồi em này size ML luôn mọi người. Size ML mọi người nha. Chú cho em mã hoa 100. Em này hoa cúc mọi người nha. Size ML mã hoa 100 giùm em bản này nè. Mã hoa 100 giúp em, hoa 100. Mấy cái maxi đó mọi người đi chụp hình sống ảo rất là đẹp mọi người nha. Dây 50 của chị Hương Nguyễn. Rồi chú cho em mã hoa nè. Hoa 100 giùm em bản này nè. Hoa 100. Rồi em này Unilo size M dáng baby doll. Unilo size M dáng baby doll mọi người nha. Chú cho em mã Uni 120. Uni 120 ở đằng sau mọi người nè. Chú cho em mã Uni 120 size M. Hoa 100 của chị Dung Phạm nền trắng nha. Em này size S cũng mang được mọi người nha. Size SM mang được luôn. Mã Uni 120 giùm em nè. Uni 120. Rồi tiếp tục. Một em y hệt như cái em đó luôn mà màu khác, size L. Size L y hệt như cái em đó mọi người nha. Màu khác, màu xanh đen nè. Ở đằng sau mọi người nè. Rồi cho em mã xanh đen 120 size L. Xanh đen 120 của Uni luôn. Uni 120 của San. Xanh đen 120 giùm em. Xanh đen 120. Rồi một em sọc mọi người nha. Em này size L mọi người nè. Size L, chú giùm em mã caro mọi người nha. Mã caro 120 giùm em. Xanh đen 120 của San. Size L mọi người nha. Chú giùm em mã caro 120 nè. Caro 120 giùm em. Rồi unit low linen. Unit low linen size M. Nhưng mà to lắm mọi người. Con này Việt Nam mình phải size L trở lên nha. Size L cho tới khoảng 4X là vừa luôn mọi người nè. Chú giùm em mã rộng. Mã rộng 120 chất linen mọi người. Cái này mọi người làm khoác làm áo đều được. Mọi người tháo hết cái này làm khoác phối đồ rất là đẹp mọi người nha. Caro 120 của chị Phương Lan Nguyễn. Rồi chú giùm em mã. Mã gì? Mã rộng 120 giùm em. Rộng 120 nè. Rộng 120 của Sam. Rồi em này là một em linen xô mọi người nha. Linen xô nó mịn vải mọi người nha. Nó không có cái những cái lỗ lỗ giống như là chất linen thuần ha. Nó không có xốp. Nó mịn. Một con hoa tiết mọi người nè. Em này size L mọi người nha. Size L cho tới 3X mang vừa nè. Chú giùm em mã xám 100. Size L cho tới 3X mọi người nha. Xám 100 giùm em bản này. Xám 100. Trời ơi.
bao nhiêu cho vừa mọi người, xinh lắm, xuất sắc lắm luôn. Giá 100 của chị Huỳnh Lê Mỹ Phương. Cưng không mọi người, đẹp quá à, con này rất là đẹp luôn mọi người, xinh thiệt luôn á. À, em này size L mọi người nhá, con này còn mới luôn. Em này size ML trở lên là mang đẹp. Chốt giùm em ạ, mới 180. Mới 180 giùm em, mới 180 cô chị nào được cái bảng này. Mới 180. Mới 180 nha mọi người nha, đẹp lắm mà tí hộ cẩm. Mới 180 của Sam. U là trời, Hiên ơi nhanh quá luôn. Đẹp lắm. Mới 180 nha. Rồi em xanh mọi người nè. Em này size L cho tới 3XL mọi người nha. Size L cho tới 3XL mang được nè. Chốt em mã xanh 100. Mấy con này mọi người về phun sơn rất là đẹp nha mọi người nha. Mã xanh 100 giùm em, size L cho tới 2XL mã xanh 100. Baby Don size XL. Baby Don sọc mọi người nha. Size XL mọi người nè. Rồi chốt cho em mã sọc 120. Mã sọc 120 giùm em bảng này nha. Size XL mã sọc 120 nè. Sọc 120 giùm em, sọc 120. Rồi một em dây xin cho mọi người nè. Sọc 120 của Sam. Trời ơi con này cưng quá trời mọi người nè. Một em dây dáng baby mọi người nha. Chốt giùm em mã dây 120. Dây 120 giùm em. Size ML mã dây 120 mọi người nha. Dây 120 nè. Cái này mọi người làm váy dây hoặc là làm yếm phối đồ cũng xinh mọi người nha. Dây 120 giúp em. Rồi em Caro Baby Don. Caro Baby Don 120 của chị Thanh Thanh. Ở đằng sau mọi người nè, con Hàn Quốc nha. Em này size L cho tới 2X mọi người nha. Chú dây mạng Baby 120 nè. Size L mọi người nha, size L cho tới 2X mang được nè. Chế mã baby 120, baby 120. Chị làm xem chị đưa chưa được mã nào nha. Rồi, một em baby so. Baby so mọi người ơi, mà một con nâu baby don so này. Chế mã so 120. Em này phải size L cho tới 3X mọi người nha. Mã so 120 giùm em. So 120 mọi người ơi, so nâu. Sao nó có chị Thanh Thanh lên trước nha. Rồi, một em này là theo mọi người nha. Cái này là đắp vải mọi người. Đắp vải. Baby 120 của chị Vanh Vũ. Chị Vanh Vũ cho em xin inbox số điện thoại vào bay nha. Rồi, cái này cũng đắp vải luôn mọi người nha. Theo, cái này theo chỉ có hoa là đắp vải thôi mọi người nè. Rồi, em này chất linen nha mọi người nha. Linen theo phối nữa mọi người nè. Em này size L mọi người nha. Size L trở lên mang đẹp nè. Chốt giùm em mã phối 120. Đâu 120 của chị Nguyễn Ngọc Lan. Chị Nguyễn Ngọc Lan cho em xin inbox số điện thoại vào bay. Con này xinh lắm mọi người ơi. Phối 120 giùm em mảnh này nha. Phối 120. Chị Nguyễn Ngọc Lan cho em xin inbox số điện thoại một vào bay. Một em dây mọi người nha. Em này có tăng đơ mọi người nha. Tăng đơ. Mọi người có thể chỉnh lên xuống được nè. Trời ơi xinh quá à. Chú dây mã dây 120. Em này size ML XL mọi người nha. Mã dây 120 giùm em mảnh này. Mã dây 120. Dây 120 con này siêu chắc tay mọi người ơi, đẹp lắm. Phối 120 của chị Ngô Thu Hà. Chị Ngô Thu Hà cho xin inbox số điện thoại vào bay. Một bảng linen mọi người nha. Bảng linen nâu. Em này size L cho tới 2X mọi người nha. Size L cho tới 2X nè. Size L cho tới 2XL. Chứ cho em mã nâu 100. Mã nâu 100 giùm em bảng này nè. Mã nâu 100, nâu 100. Dây 120 của chị Thanh Thanh. Baby Don. Baby Don màu mọi người nha. Cái này mọi người có thể phối được, rất là xinh. Em này size L mọi người nha. Size ML, XL mang được nè. Chứ dùm em mã Caro 100. Mã Caro 100 dùm em bảng này. Xinh không mọi người? Cái này phối 120. Không, phối qua rồi. Nâu. Nâu đúng rồi chị. Nâu 100. Dạ đúng rồi. Nâu 100 của chị Jessica Nguyễn. Mã Caro mọi người nha, Caro 100 giùm em, con này chất xô Baby Don. Caro 100 nè, Caro 100 giúp em. Caro 100 của chị Hương Nguyễn. Rồi, một em này là một em. Một em này gọi là ba lỗ được không ta?
Cái này size L mọi người nha. Con này mọi người phối giùm em. Mọi người phối xinh lắm luôn á mọi người. Em này size L. Dáng baby doll mọi người nha. Size L. Chốt giùm em mã cúc 120. Mã cúc 120 giùm em bản này. Cúc 120 nha. Ôi. Một bản làm ai sao xuyến mọi người. Cái tay nè, quá trời đẹp luôn mọi người. Em này chất xô 120 của Sam. Em này chất xô mọi người nha. Em xô. Chốt về cuối line nha chị. Chốt giùm em mã tay đẹp mọi người nha. Mã tay đẹp 150 giùm em. Con này phải size L trở lên mang mới đẹp mọi người nha. Size L trở lên mang đẹp nè. Chốt em mã tay đẹp 150 giùm em bản này. Tay đẹp 150. Tay đẹp 150 giúp em. Tay đẹp 150. Lòng ai có sao xuyến mọi người. Tay đẹp 150 của chị Mai Anh Võ. Xuất sắc. Đẹp quá luôn mọi người. Cưng ha. Em này phải size L trở lên mọi người nha. Size L. Trời ơi đẹp lắm luôn mọi người. Size L chốt cho em mã cổ đẹp 150. Cổ đẹp 150 giùm em bản này. Đẹp quá ha. Thế rồi chị có nói bị sai giá không hai đứa Liên Hiên. Cổ đẹp 150 giùm em bản này. Cổ đẹp 150. Cổ đẹp 150 của Sam. Thế rồi đó, về tay Sam rồi. Rồi em like nền tưng mọi người nha. Em like nền tưng nè. À, em này size L mọi người nha. Được chị cái đó lăn ra hết. Size L cho tới 3X mọi người nha. Size L cho tới 3X nè. Chốt giùm em mã xám 120. Size L mọi người nha. Cho tới 2X 3X đẹp được nè. Chốt giùm mã xám mọi người nha. Mã xám 120 giùm em nè. Xám 120. Rồi mà em bi. Em này size 13. 13.5 mọi người nè. Size XL mọi người nha. Size XL to hơn XL một tí mọi người nha. Chốt giùm em mã bi mọi người nha. Mã bi 100. Mã bi 100 giùm em size XL size 13. 13 1 phần 2 là 13 rưỡi đó mọi người nè. Nó lớn hơn XL một size. Một nửa thôi mọi người nè. Size XL cho tới 2X mọi người nha. Chốt giùm mã bi 100 giùm em nè. Bi 100. 8120 của chị Nguyễn Nga. Chị Nguyễn Nga cho em xin inbox số điện thoại vào quay. Rồi em Caro Baby Don. Caro Baby Don dễ thương mọi người ha. Một con xô xốp mọi người nè. Chốt cho em mã Caro 100 giùm em bản này nè. Caro 100. Em này size ML XL mọi người nha. Caro 100 giùm em. Caro 100 mọi người nha. Caro 100. Rồi em sơ mi mọi người nè. Em này SML đều vừa mọi người nha. Chốt cho em mã sơ mi 100. SML đều vừa mã sơ mi 100 giùm em. Sơ mi 100. Caro 100 của chị Tố Yên. Chị Tố Yên cho em xin inbox số điện thoại vào bay. Mã 100 nha. Rồi em sơ mi linen. Sơ mi linen mọi người nha. SML đều vừa. Trên này có phối ren một tí xíu mọi người nha. Thì Huỳnh em thấy chị mà chị lên mã sau người ta nha. SML đều vừa, chốt giùm em mã sọc 120 giùm em. Sọc 120 mọi người nha. Cái này là nó có cúc xuống dưới luôn mọi người nha. Nó có cúc xuống dưới tới đây luôn á. Cho nên cái này mọi người làm áo làm khoác đều được. Sơ mi 100 của chị Thương Ngô. Chị Thương Ngô cho em xin inbox số điện thoại vào bay. Nó có cúc dài xuống dưới đó mọi người nha. Mã sọc 120 giùm em bản này nè. Sọc 120. Đấy chị khách mới cho em xin inbox số điện thoại vào bay. Rồi em mới dám chốt tiếp nha. Sọc 120 giúp em. Rồi một em xanh mọi người nha, một em xanh nè. Một em xanh. Em này size L mọi người nha. Size L, chốt giùm em mã xanh 100. Size L, XL mọi người nha. Mã xanh 100 giùm em bản này. Xanh 100. Xanh 100. Oh. Chị Tố Yên em chưa thấy inbox của chị vào bay nha. Cái em này giống cái bản tay đẹp thổ cẩm hồi nãy Hiên chốt nè. Em này là một bản thổ cẩm khác mọi người ha. Nhưng mà cái tay đẹp không kém phần hấp dẫn, đẹp
chị, này rất là đẹp. Chị Tố Uyên cho em xin số luôn nha. Chị Tố Uyên ơi, em mới thấy chị chấm nha. Em này còn nguyên tá sọc 120 của chị Tố Uyên. Chị Tố Uyên cho em xin số luôn nha. Em xinh lắm luôn mọi người. Xinh. Còn xanh 100 của chị anh Nguyễn Phan. Chị anh Nguyễn Phan cho em xin số inbox vào bay nha. Chú cho em mã mới 180. Size này ML mọi người nha. Size ML XL mã mới 180 giùm em bản này. Mã mới 180. Chị anh Nguyễn Phan cho em xin inbox số điện thoại vào bay nha. Chị có con xanh 100. Hiệu này là hiệu Chiyoti. Mã mới 180 mọi người nha, mới 180 tay xuất sắc. Dạ chị Tố Uyên, em thấy inbox của chị rồi nha. Rồi em su mọi người nha. Em su nè. Em này size SM mọi người nha, size SM cho em mã caro 89. Size SM mã caro 89 giùm em bản này nè, caro 89, caro 89. Mới 180 của chị Phương Lan Nguyễn. Rồi một em xô mọi người ơi, một em xô rất là đã. Một em xô tay mọi người nè. Tay bản ha. Em này size L cho tới 2X mọi người nha. Size L cho tới 2X, chốt giùm em mã xô, mã xô 120. Size L cho tới 2X mã xô mà. Mã xô 120 giùm em, xô 120. Caro 89 của chị Thi Huỳnh. Chị Thi Huỳnh cho em xin inbox số điện thoại vào bay. Em này bản rộng mọi người nha, một bản rộng. Con này mọi người làm áo làm khoác đều được, tại vì nó có cái hàng cúc ở đây mọi người nha. Làm áo làm khoác đều được nè. Em size L cho tới 3X, 4X được mọi người nha. Chú cho em mã sọc 120. Số 120 của Sam. Con này to lắm luôn á, chị nào phải chịu mặc rộng nha. Nhưng mà con này mọi người làm khoác đẹp mọi người ơi, đừng có làm áo váy mọi người nha. Hoặc là mọi người làm chùm, làm choàng gì đó, đại khái là vậy. Cái chất nó rất là đẹp nhưng mà nó khá là rộng á mọi người, con này oversize nha. Chứ mã sọc 120 giùm em, cái vải nó rất là đẹp mọi người. Mã sọc 120. Chị Thi Huỳnh cho em xin inbox số điện thoại vào bay nha. Sọc 120 của chị Nguyễn Nga. Rồi em này dạng yếm mọi người nha, một cái yếm nè. Yếm size ML, XL mọi người nha. Chốt giùm em mã yếm nè, mã yếm 100 thôi mọi người nè. Size ML mọi người nha, yếm 100 xinh đó mọi người. Cái này mọi người phối rất là xinh. Thôi bây giờ em nhìn đồ nó bị lóa màu rồi mọi người. Yếm 100 giùm em. Em này size 13, size XL mọi người nha. Size XL, size 13 1 phần 2. Yếm 100 của chị Thanh Thanh. Size 13 1 phần 2, nó size to hơn size XL một tí. Chốt cho em mã sọc. Mã sọc 100 giúp em, sọc 100 nè. Sọc 100 mọi người nha. Sọc 100 giúp em bản này. Sọc 100. Một em linen, á à, một con xô mọi linen mọi người. Hoa bắt em thấy chị nha, sọc 100 của chị Tố Uyên. Một em xô mọi người nha, ở trên này có một cái miếng vải theo dưới này nè. Em này size M. Size M chú em mã xô 89. Size M mã xô 89 giùm em bản này, có cái dây cột mọi người nha. Siêu xinh luôn. Ui, rớt xuống rồi. Mã xô 89 giùm em bản này. Size M là mang vừa xô 89 mọi người nha, xô 89. Xô 89 có sang. Một em hoa vàng, chị Thương Ngô em chưa thấy inbox của chị nha. Một em hoa vàng suông siêu xinh luôn mọi người ơi, con này xinh lắm. Có cái túi ở đây mọi người thấy không? Rất là dễ thương, túi một bên thôi. Và ở đây là một hàng cúc bấm mọi người nha. Cúc này là cúc bấm. Nguyên một hàng xuống dưới luôn mọi người. Em này size L cho tới 3XL mọi người nha. Chú cho em mã hoa nhí nè. Hoa nhí 120 siêu xinh. Size L cho tới 2X mọi người nha. Chú em mã hoa nhí. Hoa nhí 120 giúp em bạn này nè. Hoa nhí 120. Wow. Baby doll tầng mọi người. Baby doll tầng mọi người ha. Cưng quá à. Chú cho em mã baby 150 mọi người nha. Baby 150 giúp em nè. Hoa nhí 120 của chị Phương Trúc. Chị Phương Trúc cho em xin box điện thoại vào bay.
Em này size L cho tới 2X, 3X mang vừa bà rồi nha. Mã baby 150. Baby 150 giùm em. Tiên Di em thấy chị nha. Baby 150 của chị của Sam. Hoa Bắc em thấy chị nha. Baby 150 xuất sắc luôn. Chị Phương chúc cho em xin inbox điện thoại vào bay nha. Rồi em Jason. Của em dây yếm mọi người nha. Em cưng chưa không? Thấy nha chị Thương Ngô ơi. Con này mọi người phối thôi là hết sảy. Một con yếm dây nè mọi người. Rồi chốt giùm em mã yếm 100. Yếm 100 size ML. Yếm 100 trời ơi mọi người ơi. Họa tiết mùa hè xuất sắc. Một con dây yếm xô. Size SM mọi người nha. Size SM thôi, L không vừa đâu. Size SM mã yếm. Yếm 100 giùm em mọi người ơi. Trời ơi là trời. Quá trời đẹp luôn. Đừng có nói không ai lấy nha. Chị Thi Huỳnh em chưa thấy inbox của chị nha. Chị Thương Ngô cho em xin inbox số điện thoại vào bay. Em không lấy trên like nha chị ơi. Mỗi em xô trắng. Yếm 100 của chị Thu Hà Shopsy. Chị Thi Huỳnh em chưa thấy inbox luôn. Mỗi em kem mọi người nha. Mỗi em trắng kem. Em trắng kem nè. Cưng ghê chưa. Em này size L mọi người nha. Size L, XL. Chứ giờ em mã kem 100 nè. Xô kem. Kem 100 giùm em. Size L, XL mọi người nha. Kem 100 giùm em, bản này kem 100. Kem 100 của chị Thanh Thanh. Còn em hoa mọi người nha. Ui, bản hoa này cưng quá nè. Em này size ML mọi người nha. Đây của em hoa xinh mọi người nha. Em này nó có hai cái dây hai bên nè. Cột lại rất là xinh luôn mọi người nè. Rồi em này size L nha mọi người nha. Size ML. Size ML XL. Chú em mã hoa 100. Size ML XL nè. Mã hoa 100 giùm em bản này nha mọi người nha. Hoa 100 giúp em. Hoa 100. Hoa 100 của chị Lương Thị Ngọc Lan. Em này của Nico N size số 4 mọi người nha. Em này size XL đó mọi người nè. Nico N size số 4 oversize luôn. À size L mọi người. Size L mọi người nha. Size L chốt giùm em mã nâu 120 nè. Nâu 120 giúp em. Nâu 120 mọi người nhớ. Nâu 120 giúp em nè. Nâu 120 của Sam. Một yếm dây xinh chưa mọi người ơi cưng ha. Em yếm dây. Chớ dây mạng dây 50 size SM. Size SM mạng dây 50 mọi người nha. Dây 50 giúp em. Dạ em thấy inbox của chị rồi nha chị Phương Trúc. Trời ơi một con điệu ơi là điệu. Cái tay của bả mọi người ơi. Cái tay của bả nè. Cưng ghê chưa. Dây 50 à? Dạ đúng rồi. Dây 50 của chị Nana. Em này phải size L trở lên mọi người nha. Size L cho tới 2XL. Chú dây mã xanh 150. Xanh 150 giùm em bản này. Xanh 150. Ui là trời cái bà này quá xuất sắc mọi người. Xanh 150 mọi người nha. Size L trở lên mang đẹp. Xanh 150. Xanh 150 của chị Trinh Võ. Đây là một cái chum mọi người ạ. Một cái chum. Thực sự chum em chưa bán qua. Em thấy không biết mọi người có thích chum không. Em này chum khá là dài đó mọi người ạ. Chị đi kể về cái ăn đồ ăn. Cái chum này dài quá thì giờ sao ta. Chị đang đọc cái gì mà hài hước mà chị cười đang bảo là ai đi lễ về cũng có avatar mới để đổi. Đi lễ gì vậy? Đi chơi về ba. À đi chơi hả? Đi chơi lễ về. Phương Thuyết Khanh cũng đổi avatar. Rồi con chum nè mọi người nè. Em này size SM mọi người nha. Size SM con này mọi người có thích không? Thực sự em không biết bán cái con này như thế nào hết á. Nó dài quá trời dài làm sao mà mặc được. Mọi người thích không thì em bán, không thì em để nó ở đây.
Rồi em đỏ mọi người nha, một con đỏ xô nè. Một em đỏ xô cưng không mọi người? Chú em mã xô 120 giùm em, xô 120. Em này size L mọi người nha. Size ML được, size ML nè. Chị nào phải cao nha. Mã xô 120 rồi, San thích tặng San luôn này. Chị không biết bán sao hết trơn á. Đây nè, tặng San. Rồi San mang kiểu gì sao? Nó dài khô rồi. Rồi em caro xanh mọi người nha. Em caro xanh nè. Xô 120 của chị sữa bò. Chị sữa bò cho em xin inbox số điện thoại vào bay nha. Em này size ML mọi người nha. Size ML nè. Chốt cho em mã caro 89. Caro 89 giùm em. Mã caro 89 giùm em bạn này mọi người nha. Chị sữa bò cho em xin inbox số điện thoại vào bay nha. Caro 89 mọi người nè. Caro 89. Cái này còn mới mọi người nha. Còn nguyên tát luôn mọi người nè. 43kg chắc ít lắm chị ơi. Không có á chị. Caro 89 của chị Ruby Trần. Cái này đa số là form lớn không à. Rồi em này size L cho tới 3X, 4X mang vừa mọi người nha. Chốt cho em mã mới 120 nè. Size L cho tới 3X, 4X mọi người nha. Chốt cho em mã mới 120 có đeo nè. Mã mới 120 giùm em. Mã mới 120 mọi người nha. Mới 120. Rồi em nâu thô. Mã kèm giá nha chị. Chốt cho em mã nâu 89 giùm em bạn này. Size ML mã nâu 89. Size ML nâu 89 giùm em bạn này dễ thương mọi người. Chị inbox vô bay tiếp thị game ở dưới đó chị Thương Ngô. Em thấy mấy bạn khác mới em xin mấy bạn inbox được mà. Rồi em xô mọi người nha, con xô trời ơi, con xô này màu 20 của chị Nguyễn Nga. Xô này màu đẹp quá à. Em này size M. Size M mọi người nha, chốt giùm em mã xô 120. Nâu 89 của chị Càn Ma. Size M mọi người nha. Mã màu đẹp 120 giùm em. Bản xô mọi người ơi. Cái tùng khá là to mọi người ha. Xô 120, xô 120. Màu đẹp 120. Sorry mọi người. Xô màu. Chị thấy mấy chị mà lên gì trước thì nó là trước đó, em quên rồi. Xô 120 của chị Lương Thị Ngọc Lan. Đây 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 đây, xin cho mọi người. Size M. Chốt giùm em mã dài 120 giùm em, con này siêu xinh. Cái này làm khoác làm áo đều được, size M mà thôi. Size M mọi người nha. Mã dài 120, con này của siêu mẫu đó mọi người. Mã dài 120. Trời bản dài đến nỗi mà em chuột quá không hết luôn. Size M mọi người nha, mã dài 120 giùm em bản này nè. Dài 120. Một em rêu. Dài quá trời dài luôn. Một em rêu mọi người nha. ML đều vừa, chú cho em mã rêu 100 nè. Sao không ai thích con dài đó hết hả mọi người? Chân ngắn không có chân sửa. Chú cho em mã rêu 100 giùm em bản này nè. ML đều vừa, rêu 100 nha. Rêu 100. Rêu 100 của chị Thu Thủy. Em này size ML XL mọi người nha. Size ML XL nè. Chốt cho em mã túi 120. Ở đây để size M mọi người nha. Nhưng mà mình là phải size ML XL gì cũng được mọi người nha. Mã túi 120 giùm em bạn này. Túi 120. Túi 120 giúp em. Rồi mà em sọc mọi người nè. Con sọc cưng không? Em này size ML XL luôn. Chốt giùm em mã sọc 100.
túi 120 của Sang. Size MLXL mọi người nha, sọc 100 giùm em, sọc 100. Sọc 100. Sọc 100 của chị Hương Nguyễn. Mấy em baby doll so. Baby doll so mỏng nha mọi người nha. Em này mỏng thôi. Rồi em này size L cho tới 2X mọi người nha. Chốt giùm em mã xô nè, xô 100 giúp em bản này luôn. Xô 100 mọi người nha, xô 100 giúp em. Con này rất là xinh. Xô 100. Còn em caro phối nè. Chốt em mã phối 100 size ML. Size ML XL mã phối 100 giùm em. Size ML XL mọi người nha, mã phối 100 giùm em bản này nè. Phối 100. Chị Thanh Vũ em chưa thấy inbox của chị nha. Số 100 của chị Nguyễn Nga. Phối 100 của chị Hương Nguyễn. Cái em này phải cái hiệu mà hôm bữa không Hiên, hình như không phải đúng không Hiên Ly. Em này size 13 mọi người nha. Size 13 là size XL mọi người. Size 13 là size XL nè. Chốt giùm em mã hoa mọi người nha, chất linen. Em chưa thấy nha chị Văn Vũ ơi. Size XL mọi người nha. Chốt em mã hoa 100 giùm em bản này nè. Hoa 100 mọi người nha, hoa 100 nè. Hoa 100. Không phải đúng không? Làm chị quê quá đi. Hoa 100 giùm em. Ôi bạn này dễ thương nè Yên ơi. Cưng. Cưng không? Baby doll. Em này size L, XL mọi người nha. Size L, XL nè. Chốt cho em mã baby 100 nè. Em chưa thấy inbox nha chị Văn Văn Vũ. Size L, XL mọi người nha. Mã baby 100 con này xinh nè. Rồi một em đen xô. Em đen xô mọi người nha. Chốt cho em mã đen 100 nè. Em này size L. Size L, XL cho em mã đen 100. Baby 100 của chị của Sam. Size L, XL mọi người nha. Mã đen 100 giùm em bản này. Đen 100. Đen 100. Đen 100 của Sam. Em này size M. Size ML mọi người nha. Size ML cho em mã kiểu 120. Size ML mã kiểu 120 giùm em bản này. Size ML mọi người nha, kiểu 120 nè, kiểu 120 giúp em. Kiểu 120 nha. Rồi em nâu, kiểu 120 của chị Đậu Đậu. Mà em nâu dáng baby nha mọi người nha. Em này size to lắm. Em này phải size L cho tới 4X vừa mọi người. Chứ em mã nâu 120. Form này rất là xinh. Mã nâu 120 giùm em bản này mọi người nha. Nâu 120 nè. Nâu 120. Ui em thì xinh quá nè. Em này có cái dây nha mọi người nha. Nhưng mà nó không có cái chỗ nào để à đây nó có cái chỗ để đấu nè. Hoa Lê Hằng em thấy chị nha. Mà chị lên mã sau người ta. Nâu 120 có sang. Đây, ở bên hông dưới này mọi người nha. Em xách nắp nè mọi người này. Cái này là yếm mọi người. Mọi người làm yếm hoặc là mọi người mặc với cái gì lót ở trong cho nó kín đáo là được ha. Cái này size L cho tới XL. Size L, XL chứ giùm em mã baby mọi người nha. Baby 100 giùm em nè. Baby 100. Rồi em caro xinh xinh. Chất xô 100% luôn mọi người nha. Em này xô xô ở chờ nè mọi người coi nè. Size ML. Size ML mọi người nha. Chốt giùm em mã caro 100. Baby 100 của Sam. Size ML mã caro 100 giùm em bản này. Size ML caro 100 nè. Caro 100 giùm em. Rồi, của em oversize. Em này mọi người làm áo làm khoác đều được luôn, siêu siêu xinh. Em này
phải size L cho tới 4XL mọi người nha. Chốt cho mã sọc 120 chất xô. Size L cho tới 4X, mã sọc 120 giùm em. Sọc 120 mọi người nha, sọc 120. Con này chất xô hoàn toàn luôn, con này khá là to nha, cho nên là phải cần suy nghĩ trước khi lấy mọi người nha. Cái này làm áo làm khoác được luôn. Sọc 120 giùm em. Caro 100 của chị Ngô Thu Hà. Ôi ôi, cái bạn này xinh quá à. Em này size 11 thôi mọi người ạ. Size 11 là size L thôi. Sọc 120 của chị Na Na. Rồi, em này là baby doll mọi người nha. Em này em thấy để size L nhưng mà khá là bự, size L cho tới khoảng tầm 4X là mang được luôn. Size L cho tôi 4X mọi người nha. Chú cho em mã họa tiết nè, họa tiết 100 giùm em chất xô. Họa tiết 100. Em này uni size M mọi người nha. Uni size M nè. Uni size M, chú cho em mã uni 100 giúp em. Uni 100 nha mọi người nha. Uni size M, mã uni 100 giùm em. Uni 100. Họa tiết 100 của chị Lâu Đi Trần. Chị Lâu Đi Trần cho em xin inbox số điện thoại vào bay nha. Và em sơ mi mọi người nha. Em này size L cho tới, size L cho tới 2XL nè. Chú cho em mã sơ mi 100 luôn. Uni 100 của chị Jessica Nguyễn. Size L cho tới 2X mọi người nha. Mã sơ mi 100 giùm em bạn này. Sơ mi 100, sơ mi 100. Chị Lâu Đi Trần cho em xin inbox số điện thoại vào bay nha. Mọi em caro phối. Caro phối mọi người nha. Em này size L, XL. Chú giùm em mã caro 89 nè. Size L, XL, caro 89 giùm em bạn này. Caro 89. Sơ mi 100 và son. Caro 89. Rồi một em hoa xinh đẹp mọi người nè. Em hoa xinh đẹp. Em này có hai cái dây cột hai bên như thế này mọi người ha. Caro 89 của chị Hương Nguyễn. Chị Thi Huỳnh em vẫn chưa thấy inbox của chị nha. Trời xinh quá luôn mọi người ơi, cưng lắm, con này siêu mới. Em này size L cho tới 32XL mọi người nha. Size L cho tới 2XL nè. Chốt cho em mã mới 120. Mã mới 120 giùm em bản này đi mọi người nè. Mới 120 xinh xỉu luôn. Mới 120. Cưng chưa? Mọi người coi cái cổ nè. Mới em này size L, XL luôn. Mới 120 của chị Hi Hi. Em này size L, XL mọi người nha. Chốt giùm em mã tím 120 nè. Size L, XL, mã tím 120 giúp em. Con này em thấy để size số 9 thôi nhưng mà to lắm. Size số 9 là size M đó mọi người. Con này size M cho tới XL. Nếu chị nào muốn mặc rộng thì size M mọi người nha. Nhưng mà size M rộng lắm. Cỡ như em vô là rộng lắm luôn á. Mới 120 của chị Du San Lê. Cái gì? Con kia mới là mới, con đó là cái gì? Con nào mới chứ? Con kia là tím, con này tím. Tím à? Con kia mới là mới. Dạ, yeah, vậy là mới chốt rồi. Mới chốt rồi, hồi nãy chị chốt cho San. Cho Hi Hi. À, Hi Hi. Sorry chị Du San Lê mới chốt rồi nha. Cái con này là tím. Rồi, em này size ML mọi người nha. Em này size ML nè. Chú giùm em mã xanh 100 giùm em. Tím của chị Tố Nguyên. Size ML, mã xanh 100 giùm em bản này mọi người nha. Size 100 nè. Size ML, mã xanh 100 giùm em. Size 100 form sơ mi mọi người nha. Size 100 giùm em. Dạ, chị có lo Trần em thấy inbox của chị rồi nha. Rồi em họa tiết nha mọi người nha. Em này size L, XL mọi người nè. Chú em mã họa tiết 100. Con này em nghĩ là mọi người nên mặc suông cho mọi người nè. Size L, XL, họa tiết 100 giùm em bạn này. Size L cho tới 2X mọi người nha. Họa tiết 100 nè. Họa tiết 100 giúp em. Size 100 của chị lo đi, lo Trần. Rồi em sơ mi baby doll. Em sơ mi baby doll mọi người nha.
Rồi dễ thương quá à. Cái cổ như thế này mọi người nha. Em này size M, size ML XL. Chú giùm em ạ, à, baby 120 nè. Size ML XL baby 120 giúp em. Size ML XL baby 120. Baby 120 giùm em. Mẫu cao 1m64 nha chị. Rồi em caro. Em caro xin mọi người nha. Đây. Ở đằng sau có cái hàng cúc mọi người nè. Em này size L mọi người nha. Size L, chú cho em mã caro 120. Size L mã caro 120 nè, đằng sau có hàng cúc. Chị Phanh Vũ cho em xin inbox số điện thoại vào bay đi chị. Caro 120 giùm em bản này, size ML caro 120. Chị không cho xin, em xin inbox rồi em cũng không dám chốt tiếp nha chị ơi. Mã caro 120 giùm em nè, caro 120. Caro 120 của chị Jessica Nguyễn. Rồi size M mọi người nha. Em này size M, chú giùm em mã xanh đen 100. Size M, mã xanh đen 100 giùm em bản này nè. Em chưa thấy inbox của chị luôn á chị Văn Vũ rồi. Size M mã xanh đen 100 giùm em, xanh đen 100, xanh đen 100. Chị vô inbox coi bên bay tiếp thị ghi ở dưới đó chị. Mà em xanh mọi người nha. Chú giùm em mã xanh nè. ML đều vừa, chú giùm em mã xanh 100 luôn. ML đều vừa, mã xanh 100 giùm em bản này. Em này trên giấy. Xanh 100 giùm em nè. Em chưa thấy em mới xin nha chị ơi. ML đều vừa, mã xanh 100, con này đẹp lắm luôn mọi người nè. Xanh 100. Để em lấy cái máy này coi, coi có thấy cái chị gì không? À, à. Ăn trộm bánh kém. Qua chị ở Văn, Văn Văn Vũ với Thi Huỳnh. Mọi người đợi xíu em check. Chưa thấy inbox đấy đâu, em kiểm tra chị. Ai chị? Văn Vũ. Không, em có thấy đâu. Em chưa thấy inbox đấy đâu ra, em kiểm tra chị ơi, em chưa thấy inbox luôn á. Em không thấy nè. Em cho mọi người coi nè, inbox của bên em nha. Mọi người sẽ nhận ra được cái avatar của mình chứ đúng không? Nè, từ nãy giờ nè mọi người. Có mọi người thấy không? Đâu có đâu đúng không? Cái gì vậy Hi? Vừa thấy con thứ hai. À con thứ hai của em. À đúng rồi. Có khi nào chị bán mà chị quên mất con nhìn cái hiệu không Hi? Có khi vậy chị quên chị nhìn mất con hiệu cái hiệu đó rồi. Có thể là chị bán mà chị nhìn quên nhìn hiệu rồi. Đây còn một xào nè. Đầm mẫu mặt chốt từ cuối la nha chị. Chị coi thôi. Vậy là chị bán thì quên dòm cái hiệu rồi. Đâu mất rồi chị ơi. Chắc vậy. Rồi không biết chị nào được rồi. Hình như nó hết rồi đó Hiền ơi. Biết chị nào được mất rồi đó. Đâu rồi đó. Rồi, một em xô mọi người nha, một con xô nè. Một em xô. Dạ hết rồi, đâm thổ cẩm rồi nha chị Hằng Minh. Cái vải ở đằng sau của nó loang như thế này, nó không phải là bị bạc mọi người nha. Nè. Em này size L, XL mọi người nha. Size L cho tới 3X nè. Chú dùm em mã xô. Mã xô 100 dùm em xô 100. Mã xô 100. Chứ bây giờ có sao chị cũng biết sao nữa luôn á Hiền. Rồi mấy em xin xin. Em baby đang xin không mọi người?
Chú em mã baby 50 size SM. Size SM mọi người nha, baby 50 giùm em nè. Size SM baby 50. Số 100 của chị Nguyễn Nga. Còn em caro mọi người nha, em caro nè. Em này ở đằng sau có một cái hàng cúc như này mọi người nha. Em này size M. Size M, size SM thôi mọi người. Chú em mã caro mọi người nha. Caro 100 giúp em. Caro 100. Rồi em xanh đen. Em này size L mọi người nha, size L nè. Em này size L, XL mọi người nha, cho em mã xanh đen 100 luôn. Size L, XL, xanh đen 100 giúp em. Size L, XL, xanh đen 100 giùm em bản này mọi người nha, xanh đen 100. Rồi em caro baby doll siêu dễ thương nè. Dễ thương không? Chất lây nền. Em này size ML mọi người nha, cho em mã baby 89 nè. Size ML mã baby 89 giùm em. Baby 89 giùm em bạn này nè, baby 89. Xanh đen 100 của chị Hoa Lê Hoàng. Rồi, em này là caro nâu mọi người nha. Em này size L. Size L mọi người nha. Chốt giùm em mã caro nâu. Caro nâu 100 giùm em bạn này. Caro nâu mọi người nha, caro nâu 100 nè. Baby 89 của chị Hương Nguyễn. Caro nâu 100 giùm em bạn này nha. Rồi một em hoa. Một em hoa xinh nè. Một em hoa. Em này size ML mọi người nha. Size ML chú cho em mã hoa 89 luôn. Size ML mã hoa 89 giùm em bạn này. Size ML mã hoa 89 bạn này xinh mọi người nè. Hoa 89. Rồi một em hoa xinh, hoa xinh. Em này free size mọi người nha. Size F là free size. Chú cho em mã hoa 89. Con này phải size L trở lên em mới đẹp. Size L cho tới 2XL mọi người nha. Chú cho em mã hoa 89 luôn. Hoa 89 giùm em bạn này. Hoa 89, hoa 89. Một em xô. Em xô mọi người nha. Con này xô 2 lớp xinh lắm luôn. Ủa sao mọi người không ai mua gì vậy? Bù đã rời vậy. Bù là nghỉ bán nha. Rồi, em này size L mọi người nha. Size L, XL nè. Chú giùm em mã xô mọi người nha, mã xô 100. Size L, XL, mã xô 100 giúp em nè. Mã xô 100 mọi người nha. Hoa 89 của chị Lo Trần. Bên em báo đơn chị hồi nào chị ơi? Em ship rồi nhưng mà nó có thể là chưa tới mọi người nha, chứ đừng bảo em chưa ship, tội nghiệp lắm. Chế mã xô mọi người nha. Xô 100 giùm em mọi người nè, xô 100. Đợt này trúng lễ cho nên chị nào mà có đơn vào hôm 28 em báo ngày 28 29 á thì khoảng ở Hà Nội thì khoảng chờ thêm em khoảng ngày mai mốt mới tới. Ở Hồ Chí Minh là hầu hết là đã nhận rồi mọi người nha. Xô 100 của chị Hương Nguyễn. Thôi, tại vì 28 báo đơn xong thì 30 tháng 4 thì có mới có thể đi. Nhưng mà 30 tháng 4 là bưu nghỉ. Tới mùng 3 mới làm lại lận. Cho nên là bưu mới qua em lấy thôi. Cho nên là mọi người thông cảm giùm em nha. Rồi đây, một cái có beo như thế này, hoa nhí mọi người nha. Rồi em này size M mọi người nè. Size M, chú cho em mã hoa nhí 120. 27 tháng 4, vậy là hàng chưa đi. 27 tháng 4 mà mãi. Đi rồi. Nhưng mà chưa tới chị đó. Như em nói đó, 27 báo thì 30, 29, 30 nhà em mới làm xong hàng. Thì là bưu lại nghỉ tới mùng 2, mùng 3 mới nhận hàng lại. Mùng 2 mới nhận hàng lại thì bây giờ là chưa tới mọi người đâu nha. Cho em mã hoa nhí 120 giùm em bạn này. Mã hoa nhí 120. Hoa nhí 120 của chị Hải My. Chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh là chắc chắn đã nhận được hàng rồi. Còn ở mấy cái tỉnh xa xa như miền Trung, miền Bắc hay miền Tây thì có thể là chờ thêm 1-2 hôm giúp em mọi người nha. Hầu như khách mua em là khách quen hết nhà em. Chị nào khách lạ thì cứ yên tâm mọi người nha. Hỏi mấy chị khách quen đi, nhà em không có bao giờ mà nhận tiền rồi mà không đi của mọi người đâu mọi người nha. Trừ trường hợp lâu lắm mà chưa tới thì mọi người phải hỏi bên em là hàng bị thất lạc. Tụi em sẽ check lại để hỏi bưu nha mọi người nha. Cho nên là mọi người yên tâm. Hoa nhí 120 giùm em nè. Hoa nhí 120. Chắc chị inbox cho mấy cái bay con đó chị ơi. Rồi em này unit low mọi người nha.
Em này uni nè. Em này uni size XL mọi người nha. Uni size XL nè mọi người nè. Chốt cho em mã đen. Mã đen 100 giùm em. Đen 100 mọi người nha. Chốt cho em mã đen 100. Rồi mà em xô size ML. Xô size ML mọi người nha. Em này ở trên này là nhúng mọi người nha. Ở trên này là nhúng. Em này size ML chất xô mọi người nha. Không được nha chị ở trên ánh hàng hoa. Nhí của chị Hải My. Cho em này thơm quá mọi người. Rất là thơm, thơm cái mùi rất là dễ chịu. Chốt cho em mã xô mọi người nha. Xô 89 giùm em bảng này nè. Xô 89. Xô 89. Mà em sát nách baby doll. Chốt cho em mã baby 89 luôn. Size M mọi người nha. Mã baby 89 giùm em mọi người nè. Baby 89. Size M baby 89 giùm em. Số 89 của chị Phạm Trang Thanh. Ôi, bạn này dễ thương. Hello chị Phạm Trang Thanh yêu dấu. Hả? Cái này là một cái tập về hả mọi người? Con này cứng nhờ. Về thôi mọi người nè. Một con lạ luôn. Con này phối đúng không mọi người? Một con yếm phối đúng không? Xinh nhờ. Chốt giùm em mã lạ đi mọi người nè. Mã lạ 40 thôi mọi người. Về làm gì thì em không biết. Mã lạ 40 mọi người nha. Đây. Vậy đấy. Mã lạ 40 giùm em nè. Lạ 40. Lạ 40 của chị Hương Nguyễn. Rồi em xinh, siêu xinh luôn nè. Em này size M mọi người nha, size M. Chốt cho em mã hoa 100. Size M mọi người nè. Mã hoa 100 giùm em bản này nha mọi người nha. Size ML mang được, hoa 100 giúp em. Size ML mã hoa 100 mọi người nha. Hoa 100 giúp em nè. Em xinh ơi là xinh. Và em họa tiết thổ cẩm mọi người nha. Chốt cho em mã họa tiết 100 giùm em. Size ML mọi người nha. Chốt cho em mã họa tiết 100 nè. Size ML XL được mọi người nha. Họa tiết 100 giùm em bản này nè. Họa tiết 100. Mọi người chán coi sao vậy? Không ai mua đồ nữa vậy? Mọi người lên họa tiết 100 giùm em nha. Em này size SM mọi người nha. Size SM cho em mã caro 89 nè. Họa tiết 100 của chị Hồng Vũ. Size SM mã caro 89 giùm em bản này mọi người nha. Size SM mã caro 89. Caro 89 giùm em, caro 89 nè. Ôi cái bạn xô này dễ thương quá à. Em xô baby doll mọi người nè. Siêu siêu mới mọi người nha. Em này size M. Size M mọi người nè. Chốt em mã baby 89 giùm em. Baby 89 mọi người nha. Size M baby 89 giùm em bạn này. Baby 89. Caro 89 của chị Thư Nguyễn. Chị Thư Nguyễn cho em xin inbox số điện thoại vào bay. Mà em phối mọi người nha. Con phối. Con này là vải xốp xốp mọi người nè. Em này size ML mọi người nha. Size ML XL được nè. Chốt em mã phối 89. Size ML XL mọi người nha. Mã phối 89 giùm em bạn này. Phối 89 nè. Baby 89 của San. Rồi một em xanh mọi người nha. Một em xanh. Em này vải linen mọi người nha. Con này linen. Linen xô cho nên nó mềm mọi người nha. Chốt em mã Coban 89 nè. Em này size L mọi người nha. Size L XL Coban 89 giùm em. Coban 89. Coban 89. Rồi một em họa tiết mọi người nha. Phố 89 của chị Hương Nguyễn. Em này size L cho tới 3X mang được mọi người nha. Cái này hoa tulip mọi người nha. Size L cho tới 3X, 4X mang được nè. Chốt cho em mã hoa 89 luôn. Mã hoa 89 giùm em. Size L cho tới 3X, 4X mang được mọi người nha. Chốt cho em mã hoa 89. Rồi một em tiểu thư. Một em tiểu thư. Trời ơi hoa này xinh quá mọi người ơi. Cái màu nó tâm nó trầm trầm thôi mọi người nha. Cái vải nó cũng trầm vậy luôn chứ không phải nó cũ đâu mọi người ạ. À. Em này size ML xinh quá luôn á. Size ML chứ em mã hoa 120.
Size ML mọi người nha, mã hoa 120 giùm em. Xin hô mọi người. Hoa 120 nè, hoa 120. Rồi mọi em sọc nha. Mọi em sọc linen. Sọc linen. Ủa đây nó dính cái gì vậy chị? Nó bị ốp rồi mọi người ạ. Bộ phận kiểm hàng. Mai kiểm chắc. Rồi cho em mã tặng con này đi mọi người nè. Nó hơi ốp ốp ở đây một tí nè. Hoa 120 của chị Lo Trần. Đó. Mã tặng mọi người nha. Mã tặng giùm em nè. Ủa ủa. Hoa 120 chị có kéo xuống chưa? Em thấy có hai nhân vật luôn. Hai nhân vật trước chị lâu đi đó. À cái máy chốt đơn nó sẽ khác. Máy chốt đơn nó sẽ khác với cái máy của em thôi. Rồi em Hoa. Rồi tặng của chị Hương Nguyễn. Con này xinh lắm mọi người. Cái này nó là thuộc dạng yếm mọi người nha. Nó là cái yếm. Cái nắp to như thế này nè. Mọi người phối giùm em. Em này size L nha. Em này to đó, khá là to. Em này size L, chú giùm em mà yếm mọi người nha. Trời ơi xinh quá à, mà yếm 89 thôi nè. Size L mà yếm 89 giùm em nè. Yếm 89. Yếm 89 giùm em. Rồi một em hoa nhí mọi người nha, một em hoa nhí nè. Hoa nhí siêu xinh nè. Em này size L luôn mọi người nè. Size L chú giùm em mã hoa nhí 50. Size L mã hoa nhí 50 giùm em bạn này. Yếm 89 của chị Sang. Size L hoa nhí 50 mọi người nha. Hoa nhí 50 giúp em. Rồi em caro mọi người nha. Em caro hoa nhí 50 của chị Phương Phạm. Em này size L cho tới khoảng tầm 3X 4X mang được mọi người. Cho em mã caro 50 luôn. Caro 50 giúp em nè. Em xanh đen mọi người ơi. Em này size SM thôi mọi người nha. Size S thôi mọi người. M em sợ là mặt chật á. Size S chứ em mã xanh đen 89. Size S xanh đen 89 giùm em. Caro 50 của chị Du San Lê. Size S mọi người nha. Size S chứ giùm em mã xanh đen nè. Chất linen xanh đen 89 giùm em. Rồi em họa tiết mọi người nha. Con họa tiết cưng lắm dáng baby doll. Em này phải size XL mọi người nha. Nào mọi người coi chạy phối đẹp chưa. Size XL cho tới 2XL mọi người nè. Chú giùm em mã sang. Size XL cho tới 2X. Mã sang giùm em bản này mọi người nha. Chú giùm em mã sang 89 nè. Sang 89 giùm em. Sang 89. Rồi xong em lên cái con của em rồi nghỉ đi mọi người nha. Rồi. Em này size em là size M ngực 90 hả? Ở đây. Xem chị thấy. Ồ, nó bị lỗi nhỏ xíu mà mọi người nè. Sang 89 của chị Hà Mai. Đúng rồi chị. Mọi người thấy không? Bị lỗi bé xíu 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 ở đây nè. Em ngực 90 thì em mặc hơi rộng một tí mọi người nhé. Ngực 90 thì hơi rộng. Con này khoảng tầm ngực 95 đổ lại vừa mọi người nha. Con này nếu mà mặc như thế này là ok nhất mọi người nè. Nhưng mà em mặc nó hơi bị rộng một tí cho nên nhìn nó bị mập. Em này bị lỗi một tí tì tì ở ngay đây thôi mọi người nhớ thấy á. Người thấy không nè. Mà nó không có vấn đề gì đâu, nó ở đây thôi nè. Rồi có chị nào muốn lấy không khi đã biết nó có một tí lỗi lầm. Có cầu qua 2B mọi người nha. Rằng sau mọi người nè. Coi siêu xinh luôn á. Xanh đen nghe hả? Xanh đen tầm 45-48kg thôi à. Nhưng mà phải thon thon người nhé. Ôi xa. Rồi bây giờ em lên mã kèm giá đi mọi người ha. Mọi người lên lên mã kèm giá giùm em. Rồi chốt giùm em con này mã lỗi 120 thôi. Không là con này em có thể bán được 180 mọi người nhé.
Mã lỗ 120 nó có bị tí 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 đây thôi. Ngực 95 đổ về, mang vừa mọi người nha. Eo của em thì nhỏ, eo của em khoảng tầm 60 mấy thôi. Chỉ có cái ngực thôi mọi người nha. Cho em mã lỗ 120 giùm em mã này nè. Lỗ 120 nàn đi. Lỗi 120 của chị anh Nguyễn và Vân. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay em vẫn còn có một ít đầm thôi. Em vẫn còn đầm 35 nhưng mà đầm 39 nhưng mà thôi để hôm khác em sẽ tập hợp một thêm là em sẽ lên cho mọi người luôn nhá. Cảm ơn mọi người, trời công nhận cái đầm đó làm cho em quá mập mọi người ạ. Nhìn công nhận mập kìa. Mập ha. Trời giống như là đẻ mấy lứa rồi vậy đó. Không chấp... làm thấy ghê thì tả gì ghê vừa thấy ghê. Không chấp nhận được. Làm cho em quá mập. Tại vì em không hợp với cái form bánh bèo này mọi người ha. Còn mấy chị hợp thì nó sẽ khác. Rồi bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngày mai bên em sẽ báo chốt đơn cho mọi người nhá. Mọi người nhớ để ý inbox giùm em. Bên em sẽ inbox cho mọi người bill xong. Khoảng một ngày không thấy mọi người trả lời thì tụi em mới gọi điện thoại cho mọi người nha. Cho nên mọi người ráng trả lời inbox giùm em mọi người nhá. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người rất nhiều.